Chào bạn nha. Hôm nay mình đi theo con Công đuổi chim các bạn, đuổi chim vòng vọc. Hôm bữa mình đuổi nhát, hôm nay đuổi chim vọc nha các bạn. Ở chỗ mình có mấy nguồn quang vòng vọc nhiều lắm. Nãy dính có mấy con chừng 20 hai mấy con, nó cái lưới chằng không ngáy, nó ruột dây ngáy nó sập luôn. Công Công mới 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 dằn lưới lại. Bắt vòng vọc nha Cũng cao lắm chứ, tại Ừ, nó chắc tại nó sập, nó dính nhiều, nó sập á. Dính hai mấy ba chục con mà ruột dây à. Dục dây thủng đó luôn. Giờ mình gỡ bớt nha các bạn, giờ con Công đi gỡ bớt. Nãy giờ nó sập, nó rớt xuống dưới mương, dính gác quá trời, giờ gỡ bớt. Còn dính con ngoài không? Nó dính con rồi. Vô. Chắc cộng thêm cộng dây nữa chứ. Dây động Vậy nè, ủa vậy nãy ừ. đâu? Đi gỡ luôn nha bà, nãy tính đủ xong mới gỡ, giờ đi gỡ luôn. Để coi nó dính nhiều không, sợ nó dính nhiều ngồi trong này nó bay ra cái nó sập luôn nha bà. Nó dính nhiều ở trong này bay ra sập luôn á Công. Gỡ luôn đi, giữ cái lưới nãy dính có hai mấy ba chục con mà xui cái đang kéo dây cái nó sập. Đây dính cò nè, dính cò có con rắn nữa kìa, con rắn nước ngon vậy. Này dính cò nữa mà cò đi riêng, này cũng mới làm dọc nè, được con này gì đây à, con bìm bịp con. Giờ mình đi bển theo con Công gỡ nha các bạn. Bạn nào dính nhau chân nè. Vì là nãy nghe cái é nãy nó bay. Ừ, nó động á. Động đánh. Ừ. Wow. Ôi trời. Vô lỗ mũi. Động cái nó vô lỗ mũi quá trời. Thứ gì vô nói. Thao dính nè. Nhầm dọc nha các bạn. Ô, quá trời luôn. Đếm thử coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Trời, hai mấy 30 con. Dọc cái đầu dàn khè luôn. Thứ này mua lâu rồi mà. Rồi. Này một cái lấy biết con nào đi. Hậu á, lên tôi. Thôi, cái nó xài rồi, xong luôn á. Cái lạnh nó cho tôi ta lấy kia rồi cho thêm ta lấy kia nữa. Đó, làm banh cho tôi cho hãy. Còn nó mập hết mập lù. Ủa, con mỏ nhét không chứ nấu cháo là ngọt chắc thua con này nè các bạn. Con này là ngọt chứ làm được nguyên con rồi hả? Mỏ nhét đâu lại?
Ủa, này là ngọt ngay luôn. Dính nha bạn thấy không? Ồ. Nhóc hết trơn. Dính rồi nè. Này là chưa có đuổi nha, cái này là tự nó chiều dân xong bay. Lưới này hơi bị gắt rồi. Nên là dính vậy chứ nó mà không gắt nó lưới mới một cái. Dính mặt sức mà gỡ. Cái Nghe lâu lứa rồi. Nè. Con kẹp háng luôn đi con ơi. Tôi cầm. Sợ nó vụt quá. Có con tay người ta quay cầm sợ vụt quá. Cầm luôn. Không lý không ra ta. Để điện hồi điện ổng ra gỡ tiếp rồi. Dính chè còn lan mà vậy giá lưới đỡ, lưới này lâu lắm rồi. Cái này coi mua chắc 2-3 năm rồi các bạn, mua lâu lắm lâu rồi. Rồi, rồi dính nè, hết hồn chưa gì trơn mà nó dính con này nó dính được luôn. không. Cái lại lùi xuôi ngược cũng dính tự cái này mà nói mà chịu dính một cái ngồi gỡ chắc tới 11 giờ luôn. Đáp nãy mà dính á, mới có vậy không, cỏ nó cao nữa này, có lát nha mà nó cao rồi nè, cao tới lưới ngay luôn. cái ta lưới này ta lưới tệ nhất lựa đã hồi lựa ngay ta lưới tệ đi dân ngang Lưới tệ nhất mà dính như vậy cũng nhiều nữa hả. Dính nóc trần. Thì lúng rồi mà con lát là nó hút đầu mình luôn. Trồng dọc này mà không bắt nó một cái hả, ở đây mà trồng lúa là xong luôn. Đáp xuống chắc cái đám lúa còn chà không á. Chịu ăn rất là thứ nào chị nói bút chấm bành lắm luôn quá cái lỗ thâu được thâu đỡ được cũng đỡ lắm mà Dính bộ cái bộ rồi nào, dính nhóc chân như đây cái ký vậy đó, ký hơn rồi đó. Không giá lỗ nghe mà quá trời, lưới này tệ lắm mà, lưới này lâu lắm lâu rồi, từ là bị dịch bệnh bây giờ từ 2020 tới giờ. Lúc dịch bệnh là anh em mình ở đây đuổi dữ lắm nha các bạn. Lúc dịch bệnh là ở đây là chỉ có mình với công công là chưa đuổi à, với anh ba đuổi nó dính trời rồi. Rồi đó mua cái tay lưới có 20 mét hả, 30 mét hả, không đuổi một cái hả nó dính 6-7 ký. Lúc đó chưa có ai động nó, này mà lâu lắm nó mới về lại nè. Ủa đang con nè. Còn đang con này không? Không thấy à? Hay nó mới dính. Dọc nha các bạn nè. Cắn đầu nha các bạn. Cái mỏ nó cắn đầu cực kỳ. Con quỷ này nè. Nè, cái đầu vàng khè nè.
Đi gỡ nó mấy lần cắn một cái đi, trời ơi. Nó bỏ con tay luôn. Cắn nó miết vô chứ không có thả. Rồi bóp cái mỏ nó kéo ra chứ. Lùm đó tôi hổm được rồi. Đừng cái nhà. Trong đó cũng nhùm nhóc chỗ á. Nhóc nó ăn bà đó. Mà nó ở bà không à? Không có lấy, mà cái độc hệ giống vậy chứ. Ừ. Rồi ban ngày bà nghe nó khù giống như như rắn hổ mà nó khù vậy đó. Không phải dây cài phải để luôn. Phải hoài luôn hả? Ừ. Cuộc sống mưu sinh nha các bạn, mỗi người mỗi nghề, mỗi người mỗi công việc nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem, cái này cũng là cuộc sống mưu sinh của Công Công nha các bạn. Còn nhiều cách kiếm kiếm sống nữa chứ không phải riêng đặt chim. Nhưng mà sống mỗi người mỗi công việc. Chim này bắt như mỏ nhát đồ bắt chứ cò mấy con cò trắng là không có dám đụng tới. Mấy con cò trắng mà nó có cái cọng lông ở sau đầu ta, giống như cái sừng nha ha. Mấy con cò hai má lộn. Cò trâu. Không phải anh em mình cái gì cũng bắt đâu các bạn, cái này gì cũng nguy hại, với lại là nó dù nguy hại nhưng mà đem lại kinh tế cho anh em thì anh em bắt thôi. Không có gì mà nó thuộc dạng mình không có bắt được thì anh em hạn chế không có bắt. Mỗi người mỗi cuộc sống. Nhiều khi các bạn có một số bạn phán xét thì mình cũng không có trả lời, cũng không có ấy các bạn được, cũng trách bạn được. Bạn mỗi người mỗi quan điểm. Các bạn hay dính nhiều. Ý, hỏi ba ấy được chụp kinh. Sống rồi đó. Trời, tới tay rồi còn bay. Tiết tịnh. Đó chưa tới số. Mới kẹp cái. Sụp. Bạc lát này bén ba lên tay kìa. Gọt cái lệm luôn chứ nói gì. Mà phải săn bắt. Nói săn bắt tưởng dễ, nó không khắc đồ dễ đâu các bạn. Đi quay cho các bạn con thấy cực không? Đó. Trồng cái đâm lá quá trời. Tình đồ hai đứa em mình nó sẽ đi nha các bạn, nhưng mà nhỏ cháu nó con nó bị đi học rồi chạy xe dắt ô gà đó té chạy chân chạy tay với vợ nó phải ở nhà. Nhỏ em mình nó ở nhà rồi. Thôi hai chồng nó đi. Dính rồi, dính nhóc chưa? Đó. Này là muốn hết à, còn muốn còn nữa. Là vô cái ông kia đuổi. Giờ mà đuổi chắc nó mà chịu dính một cái chắc gỡ chắc không phải 11 12 giờ. Tại có người gỡ rồi. Chút xíu nữa mình sẽ ghi anh ba ra tiếp nha các bạn. Đám này nó thùng lũng mà. Súng nó quẩn dưới đây không mà. Còn nó muốn ruột. Không. Kéo xuống, kéo xuống. Chừng ba thiệt ạ. Lúng quá các bạn ơi. Còn con gỡ luôn đi. Tới không? Kiểm tra đầu dây rồi lại coi. Còn con mà nó ngay cái đầu cây rồi không có gỡ nha các bạn. Để một hồi đủ xong gỡ luôn. Giờ anh em quay vô cổng đuổi nha các bạn, chỉnh lưới chút xíu nữa đuổi. Đuổi cho các bạn coi. Quay cho các bạn xem nha.
mà các bạn dính còn mới nè các bạn, nhiều không có thấy không, quá trời dòng dọc nha. Giờ mình tắt đèn nha các bạn, tắt đèn chút xíu cho con công đại sư đuổi, tắt đèn cho đuổi cái chim mà thấy đèn nó không có bay qua đây nha các bạn. Chút xíu đuổi xong mình quay cho các bạn coi. Thất bại nha các bạn. Đuổi nó bay đâu trơn này. Hồi nãy mình gỡ với chắc nó động nó đi các bạn ơi. Mình con công đại sư nãy gỡ cho nó động đi hết rồi. Nãy con công giỏng đuổi mà không dính được như dính mấy con. Chừng mười mấy con. Nè, lưới dài trong. Với lại đèn nhiều quá. Bữa nay có mấy người đi dắt ốc chứ. Còn em cái bên này nó xiên nó vô nó mừng nó cú đất. Đèn quá nó động đi hết rồi. Nè, con em cú đất đèn sụt nè, tính nó không bay đi mà động nó đi luôn nha các bạn. Giờ con công đang gỡ mấy con chim nó chuẩn bị về các bạn ơi. Này thắt khu à, được con má con má chìm đây. Nhìn dọc chưa mới cò nãy, nãy được mới cò nữa, nay động quá trời động rồi. Nãy nó sập lưới nghe anh em gỡ chổng cái nó có bay cũng đi bay hết mớ rồi. Như nãy đuổi xìu sớm giờ gọi đèn quá, gọi đèn mấy người ta đi dắt ốc với thợ mần, con em nó cú đất đêm á, động nó bay đi hết à, dính không có nhiều vậy, giờ thua luôn, chuẩn bị về qua đây.